Alo, 1 2 3 4. Có bác nào nghe thấy không nhỉ? Đừng đừng chat anh kìa. Alo. Chưa có xem view ở đâu nhỉ? Chưa tí, chưa qua nữa. Alo. Tin mới nóng hổi đây cả nhà ơi. Có ai đang xem không vậy? À đây đây đây. Các bạn hãy nhìn cái màn hình này thì các bạn cũng có thể đoán được. À, chắc là bạn không đoán đâu, bởi vì đây là một trò chơi cực kỳ mới mà mình vừa mới tải về. Nó nóng hổi lắm mà nó được rất nhiều người mong chờ, có tên là Pokemon Go. Cái trò chơi này ấy, thì nó cái trò chơi này thì nó đã được lên dự án ra mắt từ khá là lâu rồi, và nó sử dụng cái người ta gọi là thực tại ảo. À, cái gì nhỉ? Cái gì đấy ảo không nhớ lắm, tại vì nó là cái tên tiếng Anh của mình, tự nhiên mình cũng quên không biết cách dịch. Đại loại là nó sẽ sử dụng cái môi trường xung quanh của chúng ta để tạo nên thêm vào đó những cái hiệu ứng đồ họa để chúng ta biến nó thành một cái trò chơi. Thì nó cũng giống như cái phần mềm MSQRD ấy, tuy nhiên thì đây là một trò chơi chứ nó không phải là một cái phần mềm cho vui. Đấy, ở đây chúng ta đang chọn nhân vật này, chọn này. Sau đó thì những cái nhân vật này nó không giống như cái nhân vật ở trong truyện tranh hay là trong phim hoạt hình mà chúng ta từng gặp. Đấy, không phải Red đâu mà là con khỉ nào ấy. Ok, cứ tạm tạm thế nhá. Đấy, nhìn khá đẹp trai. Đây là cái phần mềm, à đây là cái giao diện chơi của chúng ta. Thì các bạn thấy là ban đầu thì chúng ta sẽ có sẽ có sự lựa chọn giữa hai con. Không có, à đây rồi. Mình thích con này. Con là gì? Đấy thì quạt. Đây. Chúng ta sẽ, đây các bạn nhìn thấy. Chúng ta sẽ cái con Rogemon này nó xuất hiện trên cái môi trường xung quanh của chúng ta, và chúng ta bấm vào cái hình quả này thì phải. Ơi, trượt à? À đây đúng rồi. Đúng rồi, như vậy là mình đã bắt được cái con Pokemon này. Con này tên là cái quái gì nhỉ? Quên rồi, Squirtle đúng rồi. Đấy, sau này nó sẽ tiến hóa thành Bulbasaur đúng không? À không, quên, lâu không chơi. Cái gì nhỉ? Blastoise đúng rồi, Blastoise. Xong rồi bật lên như nào nhỉ? Bật lên như nào nhỉ các bác? Internet gọi là Water Bowser. Lắc được không anh? Lắc hay là như nào? Đơ à? Đừng nói như vậy. Không phải là con Pokemon này khó mạnh. Ôi, nặng đến nỗi, con Pokemon này nó nặng đến nỗi đơ cả máy này. Hình như là bị đơ máy rồi các bạn ạ. Có đây là một trong những cái phiên bản đầu tiên của trò chơi này. Nó mới có ở trên Play Store thôi, mà thậm chí là chúng ta vẫn chưa download được, mà mình phải dùng cái thủ thuật đó là download APK về thì mình mới download được. Thế nên là mình nghĩ là nó vẫn còn nhiều lỗi. Nó con Pokemon của mình nó nặng quá đến nỗi treo cả máy luôn các bạn. À, chạm vào quả đấy à? Thế mình chạm rồi có ăn thua gì đâu. À, sau khi đây rồi, mình đã bắt được rồi. Máy đơ một phát như kiểu là gì nhỉ? Như kiểu là phải chịu đơ một phát thì nó mới cho bắt đấy. Đấy, ok. Bây giờ lại bắt đầu nói thì chúng ta sẽ cái trò chơi này ấy, nó sẽ sử dụng là cái di chuyển của chính chúng ta để khoan. Đấy, cái di chuyển của chính chúng ta để có thể ấy thì thả Pokemon đi. Thì ủa đánh nhau như nào vậy ta? Đây à? Hay chỉ như này thôi. Lại bắt được rồi à? Đấy, lắc. Đúng rồi, vừa đấy lắc à? Lắc phải lắc không? Bình thường thì ấn vào Pokemon ném đấy, gotcha tức là đã bắt được rồi. Đấy, như vậy là mình đã bắt được cái con này rồi, để mình đi tìm xem khắp nơi. Thà là cái con cơ bản nhất của mọi bản Pokemon, con bản nào cũng thấy. Đúng rồi, bản con này thì đơn giản, con này ra ngoài ruộng cái là thấy luôn, từ thành phố ra cái là thấy luôn đúng không? Thậm chí ngay trên bàn làm việc. Đấy, bây giờ mình sẽ đi này. Đấy, có phải là đi không nhỉ? Có đi không ta? Hình như là không đi. Có đi không? Không đi, chắc phải mở camera lên. Có mở đâu. Có bác nào chơi rồi thì cho ý kiến cái nhỉ? Đi thử mà. À hình như là có đi thật rồi. Hình như là có đi thật các bạn ạ. Nhưng mà nó đi hơi bị chậm một chút. Đi như nào ta? Đi nào. Có thôi được rồi. Thôi tạm thời đường lại tạm đây. Thời tạm thời thì mình sẽ giới thiệu một số những cái ôi chết cha rồi lại ấn nhá. Xin chào quá.
mình không dùng quen cái điện thoại này. Đấy, anh đã bảo, em đã bảo anh là đưa cái điện thoại cho em mà. Rồi. À, bật định vị lên à? Bật định vị lên à? À, mình bật rồi mà các bạn. Ờ, mình theo mình dự đoán là có thể là do cái GPS của mình nó cũng hơi cùi cùi, bởi vì là mình đang ở trong cái tòa nhà nó khá là nhiều tầng ấy, đâm ra là đi nó hơi bị lag. Khá là như vậy. Cộng 10 Pokemon kìa. Đấy, thì tức là nói chung là chúng ta sẽ sử dụng cái chính cái điện thoại của chúng ta này, chúng ta sẽ di chuyển cái con cái nhân vật của mình. Và khi mà chúng ta di chuyển xong đấy thì xung quanh cái môi trường chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái con Pokemon, và nhiệm vụ của chúng ta nó có lẽ sẽ là bắt những con Pokemon đấy, làm nào để bắt cho nó được nhiều càng tốt. Thì xung quanh chúng dưới này, ở bên góc bên trái phải này thì có những cái hình ảnh của một số con Pokemon mà nó có thể nó sẽ xuất hiện gần chúng ta. Ở đây là có con gì đây? Con này tiến hóa lên con giống con bướm. Giống con Butterfly cái gì ấy? Butterfree đúng rồi. Nào. Đây. Con ở góc. Còn con này là con sâu đúng không? Con này là con ma không nhớ tên là gì. Nào nào. Đây là mình sẽ đi thử. Đấy, thực ra thì mình đây, các bạn thấy là cái thằng nhân vật của mình này nó cũng đi rồi đấy, nhưng mà nó đang đi di chuyển rất là chậm, bởi vì là có vẻ như là cái chúng ta phải đi theo cái quãng đường thật. Xa khỏi wifi là đứt. À ừ, quên đi vào không lại không kết nối wifi. Đấy, cũng có di chuyển nhưng mà di chuyển chậm mãi. Có lẽ là cái trò này nó sẽ phù hợp với bạn là khi mà các bạn chơi ở ngoài trời ấy. Đấy, thì các bạn vận động, các bạn di chuyển, các bạn đi trong cái quãng đường nó rộng, cái không gian nó rộng thì chúng ta mới chơi được. Vấn đề là mình không ra ngoài đường được, bởi vì nếu ra ngoài đường thì làm sao mà mình livestream cho các bạn được đúng không nào? Ơi giời ơi, căng nhỉ. 3G thì chắc chắn là không được rồi đúng không? Đây, các bạn nhìn ở xa này sẽ có cái quái gì đây? Wow. Wow, như vậy là các bạn có thể nhìn cái bản đồ này, hóa ra là như vậy. Cái bản đồ này này. Đấy, nó chính là cái nơi mà chúng ta đang ở ấy thì thế thì mình sẽ phải đi một cái quãng đường xa vãi lúa như thế cơ. Đây thì nó sẽ có hiện lên một số những cái cột mốc này. À, đấy, cột mốc này khi bấm vào thì nó sẽ hiện là cái chỗ đường. Đây, cái khu này là cái khu đầu cái tòa nhà của mình. Nó có cái miếu này. Thì ở đây sẽ có một con Pokemon. Vãi lúa thật. Trời ơi. Như vậy, đấy, thì chúng ta nhìn xung quanh này sẽ thấy những cái mốc như thế. Đấy. Ô, đây là cái gì? Wow. Ô, một trailer khác. À, chúng ta sẽ nhìn được một cái... Một cái tòa nhà. Đây là nơi mà chúng ta sẽ huấn luyện Pokemon. Người ta gọi là gym ấy. Không phải lúc vừa mong đến trận vào đấy đánh. Ừ, đúng rồi, vào đây đánh đấy. Để lấy lâu, match. lâu không chơi đấy. Holy hell. Tức là các bạn sẽ đi đến cái di chuyển đến cái khu vực này này. Di chuyển đến khu vực này thì các bạn sẽ gặp một cái gym. Cái gym đấy thì các bạn đánh thì các bạn được cái huy chương đúng không nhỉ? Huy hiệu. Đấy. Đấy thì đây, xa khắp nơi xung quanh đây thì sẽ có những con Pokemon ở những cái địa điểm như thế này. Và thực sự là mình chùa đây, các bạn nhìn thế này, chùa Quan Nhân. Đấy. Như vậy là các bạn, trò chơi này là một trò chơi nó mang tính vận động rất là cao. Khi mà các bạn sẽ không ngồi một chỗ các bạn chơi mà chắc chắn là các bạn sẽ phải di chuyển. Đấy, các bạn di chuyển đến những cái vùng, những nơi xa như thế thì các bạn mới có thể bắt được các con Pokemon. Còn nếu các bạn ngồi trong phòng thì các bạn không thể bắt được. Vừa nãy mình chỉ bắt được đúng một con chuột đấy thôi. Còn bây giờ thì chịu, không tìm được con nào nữa rồi. Đấy, thì mình phải đi ra ngoài đường, chúng ta phải đi ra ngoài đường thì chúng ta mới có thể bắt được những con Pokemon khác. À, sao còn bây giờ thì mình sẽ thử những cái tính năng khác nhá. À, Pokemon xem có những con gì nào. Ở đây thì có con này này. Có những cái chỉ số ví dụ như là máu này, rồi những cái type của nó, cái chủng loại của nó là loại bình thường này. Hình như là không có đam à? Có đam không? À đây có đam đây. Thì cái trò chơi này các bạn nhìn thấy là nó cũng giống như là các trò chơi, cái trò chơi Pokemon ở trên Playboy hồi xưa. Thì chúng ta vẫn có những cái trưởng, những cái skill của cái con Pokemon này. Mỗi con sẽ có một cái loại khác nhau, và từng loại Pokemon một thì nó sẽ khắc chế lẫn nhau nếu mà nó có nhiều chủng loại. Đấy, thì con này có Quick Attack này, rất là ấy. Body Slam á, con này mà có Body Slam á, tưởng con này chỉ có giống điên mới có ấy. Những con nào mà kiểu to mới có Body Slam nhỉ? Các bạn chờ chút, sau khi clip xong chúng mình sẽ up cái link APK lên cho các bạn tải. Cái này hiện tại không thể tải ở trên Google Play đâu. Cứ bình tĩnh. Đấy,
Đấy thì các bạn nhìn này, cái ở đây chúng ta có một cái bản đồ mà nói lên cái khu vực mà con này nó đang sinh sống, mà mình bắt được chúng nó ở chỗ nào. Game Boy à? Vừa đấy mình nói nhầm Playboy à? Chết cha rồi. Tuổi thơ đã qua. Bệnh nghề nghiệp. Mình đã mất đi tuổi thơ rồi, trong đầu không còn nghĩ đến Game Boy nữa. Hiện tại iOS đang có ở trên store của New Zealand, các bạn có thể chuyển sang New Zealand để tải. Đấy thì đây là con Squirrel. Đấy, cũng có skin là Tackle này. Tackle là skin skill gọi là skill đập tát cơ bản nhất. Đấy, cơ bản nhất, water pulse. Đấy, phun nước. Ok. Như vậy là khi mà chúng ta gặp những cái người chơi khác này, hay là gặp những cái mình nghĩ là người chơi khác hoặc là gặp những con Pokemon khác, thì chúng ta sẽ sử dụng những chú Pokemon chúng ta có sẵn để chiến đấu và sử dụng cái cách chúng ta chơi ấy, thì nó cũng giống y như là hồi Pokemon ở trên Game Boy xưa, chúng ta sẽ tấn công kiểu turn base, tức là theo lượt. Đấy, thì từng con một nó sẽ có những lượt bánh, lượt tấn công, lượt đánh, thì chúng ta sẽ sử dụng và tấn công những con khác. Đấy, khi nào bên nào mà thua thì chúng ta sẽ có thể lấy cái Pokeball để chúng ta thu phục nó lại. Vừa nãy thì mình chưa đánh nó mà mình đã thu phục được rồi, nên là nó khá cùi, bởi con đấy nó khá là cùi. Không có tiếng Việt mà. Năm không tương thích là sao? Bạn ơi, vấn đề là các bạn vào link ấy thì nó các bạn không download đâu, bởi vì nó không cho tải. Hiện tại nó không cho tải. Đấy, cho nên là mình sẽ up cái link mà có file APK cho các bạn tải sau. Xem nào. Các bạn có câu hỏi nào nữa không? Anh thử vào Pokédex đi. Pokédex đây. Pokédex đâu ấy nhỉ? Pokédex. Này, Pokédex. Đấy, hiện tại là có bao nhiêu con Pokemon này? 19 con. 19 vậy là quá ít nhỉ? Thì có thể là cái trò chơi này thực tế là nó vẫn đang cập nhật, đây là cái bản gọi là bản đầu tiên thôi, những cái phiên bản đầu tiên thôi, nên là cái lượng Pokemon nó rất ít. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là trong cái Pokédex, tức là cái cẩm nang cái từ điển Bách khoa toàn thư về Pokemon ấy, thì nó mới chỉ có 19 con thôi. Đấy, thì trong đấy thì mình đã mở được 2 con rồi. Đấy, bao gồm là một trong 3 Squirrel này với cả con Rattata này. Thì chúng ta có thể nhìn được là con này thì nó có cái thông tin về nó này, về cái tiến hóa này, các thứ tiến hóa thành con gì đấy. Đấy, thì các bạn lưu ý nhá, có 105 con. 105 con á? Nhưng vấn đề là hiện tại như ở nó chưa cập nhật đấy. Đấy, các bạn nhìn là cái danh sách này của mình này, nó chỉ có là 19 con thôi. 19. Đấy là thằng nó chưa tiến hóa tiếp đến đấy. Con chuột sau nữa. Rất là chùa Quan Nhân ở đâu thế? Là ở chỗ gần Quan Nhân. Chỗ là ở chỗ Quan Nhân, cái chỗ mà mình đang cái chỗ mà gọi là gì nhỉ? Mình đang ở thì là thế. Thì các bạn lưu ý ở trò này, thứ nhất là nó là một trò chơi, tuy là một trò chơi trên điện thoại nhưng mà nó sẽ yêu cầu chúng ta phải vận động rất là nhiều. Khi mà chúng ta không thể nào ngồi trong phòng mà chơi được, chúng ta phải ra ngoài ở không gian rộng, thì chúng ta đi di chuyển một quãng đường dài thì mới gặp được những con Pokemon mà chúng ta, hoặc là gặp được những cái người chơi khác đấy, thì chúng ta mới có thể tấn cự, gọi là tham gia vào cái cuộc chiến. Nào, suy bình tĩnh. Đấy, cái thứ hai nữa là trò chơi này nó sẽ yêu cầu chúng ta phải bật GPS lên, thì nó dựa theo cái di chuyển của chúng ta, thì dựa theo cái định vị của chúng ta thì nó mới theo được cái bước chân, cái nơi mà chúng ta di chuyển đến. Và cái thứ ba là nhìn này, đây cái nơi mà chúng ta đứng ấy, thực chất nó chính là cái bản đồ của cái thành phố mà các bạn đang ở. Đấy, thì khi mà các bạn di chuyển ở trong cái thành phố này thì các bạn ngay lập tức sẽ thì các bạn sẽ gặp được những cái con Pokemon như thế. Đó, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu này để cho các bạn biết là hiện tại là ở đâu sẽ có những con Pokemon nào. Đó. Nhìn chung là trò chơi này thì nó sẽ phù hợp với bạn nào mà có, thứ nhất là rảnh, thứ hai nữa là có cái không gian rộng. Đấy, để chúng ta có thể di chuyển quãng đường dài thì mới được. Mình thì rất tiếc là mình không thể nào mà có thể ra ngoài để chơi cho các bạn được, bởi vì là mình đang livestream thì nó lại còn đang mưa nữa. Thế nên là nếu mà mình ra ngoài thì mình không thể nào livestream cho các bạn được. Đấy, thì sau này khi mà mình livestream xong rồi thì mình sẽ tiến hành là chơi thử, và mình sẽ quay ở ngoài và mình đi một quãng đường dài để xem là có bắt được thêm Pokemon hoặc là có những cái trận chiến nó như thế nào. Thì mình sẽ có một bài khác, một cái video khác nói lên chi tiết cụ thể cho các bạn. Còn hiện tại thì chúng ta cứ biết rằng là trò chơi này thì nó đã có thể download được và chúng ta vẫn có thể chơi được, và các
các cái tính năng của trò chơi này thì cho đến bây giờ thì nó vẫn đang hoạt động rất là khá là bình thường. Chỉ có mỗi phát đơ lúc đầu thôi, chứ còn bây giờ là thấy ngon lành rồi. Hoặc có thể là do mình vẫn từ nãy giờ vẫn dậm chân tại chỗ nên chưa gì xảy ra cả. Đấy thì đấy là toàn bộ những cái nhìn đầu tiên về trò chơi Pokemon Go, một trò chơi mà được khá là nhiều mọi người, đông đảo mọi người đón chờ. Đấy, một trò chơi gọi là thực tại ảo à? Tương tác ảo, đúng rồi, tương tác ảo các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình nhớ ra. Đó, một trò chơi tương tác ảo rất là thú vị. Và lần đầu tiên, đây có thể coi như là gần như là lần đầu tiên một trò chơi tương tác ảo có mặt ở trên di động. Và hy vọng là các bạn có thể chơi, các bạn có thể tải về và có thể chơi được trò chơi này một cách rất là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào.